Dạ con chào chú. Chú ơi, hôm nay chú đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương. À, con mời chú giới thiệu về mình đi ạ. Chú tên gì? Năm nay chú được mấy mươi ạ? Và mong muốn chú như thế nào? Chú hãy chia sẻ với mọi người đi ạ. Chào mọi người, chú tự giới thiệu, chú tên là Nguyễn Văn Dài. Ê chú ơi, chú ơi. Dài hay là đài vậy chú? Dài á, đúng rồi, dài á, dài ngắn á. Dạ, con hiểu rồi. Thì ra là dài. Năm nay chú cũng 80 tuổi rồi, cũng muốn nhờ những nét yêu thương tìm cho chú một người vợ để về bầu bạn để tâm sự. Nhưng mà tìm cho chú là nhỏ nhỏ tuổi nha, chứ lớn lớn tuổi về không làm ăn được con mẹ gì hết á. Nhưng mà thì có cái điều này nè, phải Việt kiều chú mới chịu nha. Chẳng hạn như Mỹ nè, Canada nè, Pháp nè, Úc nè, chứ đừng có Campuchia là chú không có chịu đâu. Dữ vậy sao? Chú đang mơ hả chú? Thôi chú về chú ăn ngủ nghỉ cho khỏe đi nghe. Ai ố thì mà.